một tỉnh của Việt Nam được quy hoạch để có hai sân bay chuyên dùng. Thưa quý vị, trong bản quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới đây, có đề cập đến việc tỉnh này sẽ được quy hoạch có thêm hai sân bay chuyên dùng. Cụ thể, sân bay Gò Găng thay thế sân bay Vũng Tàu hiện nay để chuyển sang mục đích phát triển thương mại dịch vụ, theo quyết định số 586 QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 là sân bay cấp 3C, diện tích đất dự kiến khoảng 248,5 ha. Sân bay Đất Đỏ là sân bay cấp 4C, diện tích đất dự kiến khoảng 244,3 ha.